Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Huy Nguyên Bolero. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2019, là ngày lễ Halloween, ngày lễ hóa trang. Xin kính chúc quý vị và gia đình có một ngày lễ thật nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Hòa chung trong không khí ngày lễ Halloween, thì hôm nay kênh của chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện ma. Mà chuyện ma ở đây là chuyện ma ở Đà Lạt. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ma Đà Lạt. Có ma trong các biệt thự ở Đà Lạt hay không? Phóng sự dưới đây là một trích đoạn từ một phóng sự trên báo Internet ở trong nước. Chúng tôi kể lại đây để quý khán giả suy ngẫm về hiện tượng này. Những ngôi biệt thự bỏ hoang ở Đà Lạt có ma. Thậm chí cả những căn đang có người ở, ma cũng xuất hiện và làm đủ trò. Nhiều người quả quyết đã nhìn thấy tận mắt những bóng ma xuất hiện lởn vởn trong những ngôi biệt thự này. Phần lớn những câu chuyện kể về ma có liên quan đến cái chết của những cô gái trẻ thật ly kỳ và rùng rợn. Nhiều người phải dọn đi ở nơi khác sống, không dám đến gần những ngôi nhà ma. Chúng tôi đã mất đến 3 đêm tìm ma trong những ngôi biệt thự rất lạnh lẽo và hoang vắng. Câu chuyện thứ nhất. Oan hồn thiếu nữ. Căn biệt thự nằm trên đường Trần Hưng Đạo theo kiến trúc Pháp rất đẹp, nhưng đang xuống cấp trầm trọng, cửa nẻo tan hoang. Người ta đồn rằng bước vào ngôi nhà ấy tự nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Mặc dù bỏ hoang không người ở, nhưng người đi đường thỉnh thoảng nghe tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc phát ra y ỉ, y ỉ, lúc dồn dập, lúc ngắt quãng. Căn nhà không hề có điện, thế mà ban đêm đi ngang qua đây, người ta vẫn nhìn thấy ánh sáng điện lờ mờ phát ra trong ngôi nhà. Ở một căn khác liền kề chỉ cách chừng 10 mét, có người kể thấy những dải lụa trắng thỉnh thoảng bay lất phất, nhưng khi đến gần thì không nhìn thấy nữa. Nhưng nếu đứng từ xa thì trông rõ mồn một. Câu chuyện thứ hai. Một căn nhà ma khác nằm ngay trong lòng thành phố là biệt thự số 10 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, được xây dựng từ năm 1949, làm dinh thự của tướng Bình Xuyên Bảy Viễn. Sau là trụ sở cục thuế cao nguyên. Theo bà Huệ, người từng sống ở đây và làm quản gia cho gia đình Bảy Viễn, thì ban ngày biệt thự này yên bình, ấm cúng, không có gì. Nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm. Bà Huệ kể, ngày bà ở đó, Bảy Viễn vì sống ra gia đình nên chỉ có một mình. Nhiều đêm ông ta đi chưa về, bà nằm ngủ ở lầu trên để vừa quan sát, canh chừng nhà cửa, vừa chờ ông ấy về. Bà vẫn thường nghe những tiếng gõ cửa, lóc cóc, lóc cóc, khô khốc vang lên. Biết không phải là cách gọi cửa của ông chủ, bởi thường thì ông ấy hoặc khách đến thì phải bấm chuông, nên bà không ra mở cửa, chỉ hỏi vòng xuống, ai đó? Không có tiếng trả lời, nhưng bà nghe rõ tiếng bước chân người đi lại. Đánh liều, có lần bà mở cửa ra coi thì không thấy người, chỉ nghe tiếng gió lùa thọc vào nhà. Dù nhiều khi bên ngoài trời lặng gió, khi bà xuống lầu dưới ngủ thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa đã khóa, bà cầm chìa khóa trong tay, nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào, rõ ràng như có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm, khiến bà không tài nào chợp mắt. Bà Huệ kể đó là oan hồn của một cô gái. Cô ta bị giết chết khi đang tắm chờ chồng về. Chồng cô vốn là một quan pháp, thất thểu trở về vào một đêm, điên cuồng rút súng bắn vào cô vợ yêu, rồi tự sát. Cũng theo lời đồn, phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay ca nhau đến đây chơi với cây thông,
nói chuyện rì rầm với cái gốc cây, không biết chán, rồi khóc, rồi cười, rồi nhảy nhót. Một hôm, người ta cưa cây thông đi, cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau quằn quại, và khi cây thông vừa bị cưa đứt, thì cậu ta cũng tắt thở. Còn cô gái, khi đến thấy cây thông bị cưa đổ, cô ta cứ ngơ ngác cười thật to, rồi bỏ đi luôn, không quay lại nữa. Câu chuyện thứ ba, ly kỳ hơn là chuyện hai căn biệt thự trên đèo Parang, nằm bên phía tay phải hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Ngày xưa là của một tên quan ba người Pháp. Hắn nổi tiếng là một kẻ ăn chơi trác táng. Hàng đêm, hắn kéo bạn bè gái, gú về uống rượu, nhậu nhẹt chơi bời thâu đêm suốt sáng. Một cô gái rất đẹp làm nghề kỹ nữ được hắn mời đến. Hắn đối xử với cô rất thô bạo. Khi cô gái tìm cách chạy trốn, hắn rút súng chĩa về hướng cô, dọa bắn. Cô gái gieo mình xuống lầu tự tử. Một cô gái khác đang mang thai tìm đến đây và gieo mình xuống cái giếng sâu trong khuôn viên biệt thự, chết. Nghe kể, cô gái này rất thiêng. Có một đoàn khách đi du lịch đã lập am để thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng tên của cô là Hằng. Cô bị chết năm 19 tuổi. Lại nghe kể, thỉnh thoảng vào ban đêm hoặc khi trời tan tảng sáng, các tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi lên vẫy xe xin đi nhờ. Đã có bác tài tưởng người bằng xương bằng thịt dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô gái ấy bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên. Thế nhưng bụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống. Người tài xế nọ phải một phen hú vía. Căn biệt thự đầu đèo cũng được đồn đại là có ma. Không ai biết rõ cái chết ly kỳ nào trong đó không, nhưng nghe kể ban đêm, trong căn biệt thự này có tiếng súng nổ. Bóng một cô gái mặc đồ trắng đi lại, trên tay bồng một đứa trẻ con và khóc. Đã từ lâu, không ai dám bước vào những căn biệt thự này. Chúng thật lạnh lẽo, âm u giữa rừng thông. Đêm trong những ngôi nhà ma. Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi một đám trẻ tò mò bảo gan rủ nhau đi săn ma. Suốt ba đêm, dù đã cố tình quan sát trở đi trở lại những căn biệt thự có ma ấy, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng cô gái mặc áo trắng toát nào cả. Trong ngôi biệt thự hoang tàn bên đường Trần Hưng Đạo, vào những đêm trăng, ánh sáng rọi xuống đúng là trông như một dải lụa trắng. Sương đêm Đà Lạt bao phủ một lớp mờ mờ ảo ảo ôm lấy căn biệt thự, cùng với ánh đèn đường hắt vào, khiến chúng trở nên bí ẩn trong tiếng côn trùng rả rích. Đến gần những căn biệt thự này, cảm giác ớn lạnh khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng nghe tiếng gió rít ào ào từ ngàn thông vọng vào. Bạn bè đi cùng tôi có đứa bảo nghe như có tiếng ai đó khóc, có đứa tưởng tượng như đang nghe những bản nhạc du dương. Trong những căn biệt thự này, trên những bức tường, chúng tôi tìm thấy rất nhiều khắc họa, hoa văn lạ mắt. Thường thì ở nơi cửa hoặc trong phòng ngủ. Ở mỗi căn, hình thù những nét họa lại khác nhau, có hình chìm, có hình nổi. Hỏi một số người cao tuổi được biết ở người phương Tây, cụ thể là người Pháp cũng mê tín lắm. Đó là những dấu yểm bùa. Những nhà kiến trúc thì bảo văn hóa của họ thế. Đó chỉ là một cách trang trí nhà cửa. Ông Nguyễn Văn Mạnh, 63 tuổi, hiện là người bảo vệ trông coi căn biệt thự dưới đèo, cũng khẳng định những lời đồn đại về ba cô gái bị chết trong căn biệt thự này đều có nghe, nhưng dì bạn thì khác nhau. Thực hư thế nào ông không biết, nhưng vì biệt thự để lâu, ít người ở lại, lại thêm khí hậu và cảnh quan ở đây nên hoang vắng, lạnh lẽo là phải. Ông Mạnh cũng bán tín, bán nghi kể rằng chính ông một buổi trưa nọ cũng nghe thấy giọng một cô gái thỏ thẻ bên tai: "Ông ơi, cháu đói bụng quá."
ông cho cháu chút gì ăn được không? Ông Mạnh liếng hồn và nghĩ ngay đến cô gái chết dưới giếng. Nghe đồn rất thiêng, nhưng sau định thần lại, ông nghĩ mấy ngày đó ông đang bị bệnh nên thường mê sảng trong những giấc ngủ trưa. Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện, nghe những câu chuyện ma về Đà Lạt. Đây là những cái chuyện ma được đăng tải trên Internet. Chúng tôi xin đọc lại đây để các bạn cùng nghe và suy ngẫm. Chúc các bạn có một kỳ lễ Halloween thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo. Tạm biệt.